Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự được thực hiện tại huyện Văn Giang với nội dung làng nghề phục vụ Tết thích ứng an toàn mùa dịch. Mục nét đẹp xứ Nhãn, mời quý vị khán giả cùng ghé thăm làng Nam Trì, xã Đằng Lễ, huyện Ân Thi, một mảnh đất địa linh có địa thế đẹp. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục Muôn mặt đời sống. Văn Giang được coi là vựa hoa cây cảnh lớn nhất miền Bắc. Vào những tháng giáp Tết, chúng ta sẽ cảm nhận rõ không khí nhộn nhịp tất bật của các làng nghề. Tuy nhiên năm nay, dịch Covid-19 diễn biến kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường nơi đây. Nếu như mọi năm, khoảng 2.000 cây quất bonsai, quất chum phục vụ thị trường Tết của gia đình anh Nguyễn Văn Thảo ở xã Liên Nghĩa đều được thương lái đặt mua gần hết, thì năm nay mới chỉ bán được một nửa. Vốn đầu tư ra năm nay thì cũng rất là nhiều. Kinh tế gia đình là cứ dồn hết vào cái cây ngày Tết này. Thế đâm ra là bây giờ mà vẫn chưa bán được nhiều thì là cũng rất là lo lắng. Cái lượng khách đi lại để mua hàng thì nó cũng rất thấp so với mọi năm. Nhân dân địa phương thì chủ yếu là dựa vào các cái hàng khách quen, là có thể là mua bán qua mạng. Một số khách thì cũng trực tiếp về vườn mua, nhưng mà chủ yếu là các cái vườn mà đã đặt trước. Những hộ trồng cây Tết có thể giảm giá để thu hút khách hàng, thì nhiều hộ trồng hoa như gia đình ông Nguyễn Văn Thơ ở xã Xuân Quan lại buộc phải tăng giá vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến chi phí mỗi giỏ hoa đều cao hơn trước. Không bán được nhiều nhưng mà giá thành lại thành ra đắt lên. Nên cho người dân là cũng rất là khó khăn ở cái bởi vì bán đắt lên thì tất cả lượng khách hàng nó sẽ ít đi. Toàn huyện Văn Giang có tổng diện tích trên 1.300 ha trồng hoa cây cảnh các loại với 4 làng nghề đã được công nhận là làng nghề hoa xã Xuân Quan, Phụng Công, làng nghề cây cảnh xã Thắng Lợi, Liên Nghĩa. Giá cả đầu vào, thế rồi là hàng hóa không được thường xuyên liên tục vì là nó liên quan đến Covid nên là ảnh hưởng rất nhiều đến công tác tiêu thụ trên địa bàn của huyện Văn Giang. Cái lượng người mua, người đặt hàng giảm 20-30% so với mọi năm. Để thích ứng an toàn mùa dịch, những hộ trồng hoa Tết đã có sự thay đổi trong phương thức bán hàng. Và sau đây, mời quý vị cùng đến với cách thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thời Covid của người dân làng nghề hoa xã Xuân Quan. Chảo thu hoạch đường này là 60.000 một chảo. Bác nào đăng ký mua thì em ship đến tận nơi nha. Đẹp lắm các bác ạ. Chơi Tết rực rỡ hoa. Tem ở trên Facebook, người ta nhìn hàng được là người ta cũng đăng ký luôn. Tôi sẽ gọi xe và chuyển đến trực tiếp cho khách hàng và khách hàng sẽ chuyển khoản cho tôi. Tận dụng lợi thế của mạng xã hội để bán hàng. Đây không chỉ là cách làm của riêng gia đình chị Đàm Thị Huê, mà là của đa số những hộ trồng hoa xã Xuân Quan. Cùng với đó là một số khuyến mại kèm theo để thúc đẩy tiêu thụ hàng nhanh hơn. Lượng hàng làm mà đẩy đi được ấy, thì giá thành nó vẫn cứ như vậy, nhưng mà mặt hàng nào mà có thể là chậm lại một tí thì mình có thể là mình giảm đi để làm sao mà lượng khách buôn ấy, người ta cảm thấy hợp lý thì người ta sẽ lấy cho mình. Hiện toàn xã Xuân Quan có khoảng 200 hectare hoa các loại phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Và nhờ việc khai thác tốt lợi thế của nền tảng công nghệ thời đại 4.0, cùng với luôn chú trọng chất lượng sản phẩm, nên đến thời điểm này, sản phẩm của làng nghề đã được tiêu thụ gần 80%. Hoa ở đây là rất đẹp. Mà hàng năm thì cái nguồn hoa nó bổ sung cho để lưu khách đến mùa là rất là sinh động. Giá cả ở đây thì nói chung là nó cũng rất hợp lý. Các nhà vườn cũng rất là cởi mở, việc lưu khách đến mua bán, trao đổi. Trong cái thời đại 4.0 này, đối với những người làm hoa, người ta đã thích ứng, áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật rồi, thì trong cái việc tiêu thụ sản phẩm bây giờ cũng đã cập nhật rất là nhanh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn nhận được các cái sản phẩm đúng theo ý, theo người nhu cầu của người tiêu dùng. Đấy, và Xuân Quan đã làm được cái việc đó là cái chất lượng hoa đã là một phần, nhưng cái thứ hai là uy tín người dân Xuân Quan đã làm được. Ngoài ra thì các cái kênh quảng bá truyền hình Hưng Yên thì cũng đã phối hợp rất là nhiều các cái chương trình về xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm cho Văn Giang nói chung và cho Xuân Quan nói riêng. Còn đối với những làng nghề sản xuất cây cảnh như xã Thắng Lợi thì đa phần người dân cũng lựa chọn phương pháp bán hàng online là cách tiêu thụ sản phẩm hiệu quả nhất thời điểm này. Chụp ảnh, quay video, đăng lên trang Facebook cá nhân hoặc Zalo là cách bán hàng chủ yếu của gia đình anh Cao Văn Thới trong thời gian vừa qua. Đầu năm nhận định, năm nay tình hình dịch bệnh sẽ phức tạp, ảnh hưởng kinh tế mọi mặt. Thì đương nhiên là cái túi tiền người dân là ít, chúng tôi phải chuyển đổi làm những cây nó nhỏ chất lượng nhưng mà giá cả thì nó rất phù hợp. Cây như nào chúng tôi đăng thế chứ không bao giờ có chuyện là đăng thế này về là một khác. Chốt đơn qua mạng, giao hàng tận nhà,
là cách nhiều hộ trồng cây cảnh giá bình dân áp dụng. Còn đối với những hộ sản xuất cây Tết giá cao từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng như gia đình anh Nguyễn Văn Hưng thì lại khác hơn một chút. Mình quay trực tiếp luôn thì bà con nhìn thấy cây nào ưng là bà con có thể hỏi giá luôn. Xong là lúc đó bà con có thể hỏi địa chỉ về vườn cho mình mua. Thắng Lợi được công nhận là một trong hai làng nghề sản xuất cây cảnh của huyện Văn Giang từ năm 2018 với khoảng 140 ha quất, cam, bưởi cảnh. Vì vậy, sản phẩm của người dân luôn được thương lái đánh giá cao về kiểu dáng và kỹ thuật. Mỗi năm nó lại có những cái mẫu mã đẹp hơn và trông sinh động hơn rất là nhiều. Thì ảnh hưởng của bệnh dịch này thì nói chung là ở đâu cũng vậy thôi, cái sức mua thì hạn chế rất là nhiều. Với tâm lý đó của phần lớn khách hàng, nên việc có biện pháp phù hợp để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho người dân là điều rất quan trọng đối với xã Thắng Lợi cũng như những địa phương trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn huyện Văn Giang. Chúng tôi thành lập các cái trang fanpage của hội nông dân, rồi là của lực lượng đoàn thanh niên để quảng bá trên các cái phương tiện, và chúng tôi đã thực hiện tốt cái việc tuyên truyền này, dập dịch này, khoanh vùng truy vết, nghĩa là khách hàng đủ tự tin để về tiêu thụ sản phẩm và đặc biệt là tiêu thụ cái quất cảnh của người dân Thắng Lợi. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các hội đoàn thể tuyên truyền vận động và giới thiệu quảng bá trên các cái hội nghị bán hàng trên các cái sàn giao dịch điện tử và các cái bạn hàng truyền thống làm sao nhanh gọn hiệu quả và cũng đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch. Tin rằng những cách làm sáng tạo phù hợp và tình hình dịch COVID-19 sớm được kiểm soát thì người dân huyện Văn Giang sẽ có một mùa xuân trọn vẹn hơn với niềm vui được mùa. Thưa quý vị và các bạn, hiếm ngôi làng nào may mắn như làng Nam Chỉ, xã Đằng Lễ, huyện Ân Thi, bởi nơi đây từng được thánh địa Lý Tạ Ao cắm đất lập làng và cư ngụ tại đây trong một thời gian dài. Làng Nam Chỉ là một trong số ít địa phương có ngôi đình thờ thánh địa Lý Tạ Ao. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu làng Nam Chỉ, một mảnh đất có địa thế đẹp, địa linh. Theo nghĩa câu đối của thánh địa Lý Tạ Ao tại đỉnh Nam Chỉ, thì thôn Nam Chỉ phía tây có dòng nước chảy, phía đông có sông nước tụ. Làng nhìn về hướng đông nam. Xưa kia, đất Nam Chỉ vốn là một vùng ao hồ có thế phượng hoàng Hàm Thư, Long Đỗ Vĩ Quy, nằm ở nơi Tam Giang giao hội, thủy tụ Khê Lưu. Vào thế kỷ 16, thánh địa Lý Tả Ao, tên thật là Vũ Đức Huyền, quê ở Hà Tĩnh, một nhà phong thủy nổi tiếng thời đó đi chu du khắp nơi và chọn làng Nam Chỉ là nơi cư ngụ, giúp dân lập làng mới. Ông chọn hai gò đất ở phía nam của làng để dựng đình chùa. Làng chúng tôi là ở cái góc, cái thế góc của cái sông Kim Ngưu của Đức. Thì cụ ao cũng thấy ở đây đẹp, tức là đây là địa đinh nhân kiệt, viên nhãn ẩn, viên nhãn hiện, cho nên cụ ở đây, tức là đi bốc thuốc và đi cắm địa lý cho các khu vực ở đây. Tả Ao sống ở làng Nam Chỉ 17 năm, ông đã cắm đất, đặt mộ phần cho họ Đinh tại gò đất quý để con cháu họ Đinh phát về khoa cử, võ tướng. Năm Giáp Thìn 1544, làng Nam Chỉ có Đinh Tú, Đỗ Đệ Tam Giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Thánh địa Lý Tả Ao còn cắm đất, chọn ngày xây đình, chùa, đặt mô mả để cho hai làng Thổ Hoàng, thị trấn Ân Thi và làng Hới, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ. Sau đó, hai làng này đều là làng khoa cử, có nhiều người đỗ đạt, nên trong dân gian lưu truyền câu ca, nhất thi, nhì hới. Khi mà cụ về đây thì cụ khôi phục lại đình, rồi là xem lại hướng dân làng, là lúc bây giờ mới đi lên được, ăn nên làm ra. Thế rồi là tất cả mọi cái là đều là tốt. Sau khi thánh địa Lý Tả Ao mất, người dân thôn Nam Chỉ đã tôn ông là vị thành hoàng làng và thờ cùng ba vị thành hoàng khác ở đình làng. Thôn Nam Chỉ ngày nay có gần 500 hộ gia đình với trên 1.500 nhân khẩu. Đây là thôn thuần nông có nghề trồng rau cần. Hạ tầng cơ sở từ đường giao thông, nhà văn hóa thôn đều được đầu tư xây dựng khang trang. Thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa nhiều năm liền. Trong thôn có nhiều dòng họ khuyến học như họ Vũ, họ Đinh, họ Nguyễn. Nhân dân Nam Chỉ nó vẫn có một cái phong trào là đoàn kết, thế và chịu thương chịu khó lao động sản xuất. Cái phát triển kinh tế của địa phương ngày một phát triển rất là chủ phú lên. Phong tục tập quán thì chúng tôi vẫn giữ được. Đấy, hàng năm thì chúng tôi có cái lễ hội của làng. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình tạp chí văn hóa và đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.